Mến chào quý khách, hôm nay Vườn Mai Như Huỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai con quấn rễ hình trái hồ lô rất là đẹp luôn. Và cái lô này bẵng một thời gian thì em Quỳnh mới có lại nha cả nhà. Và hôm nay nó cực kỳ mập mạp, xanh tốt, chi kèo rất nhiều luôn. Rồi, đây em tiến về cho cả nhà mình xem những cái trái hồ lô vàng ươm. À, cả nhà thấy ha, kết cấu của cái cây hồ lô của em Quỳnh quấn á là nó sẽ có hai quần sơ dừa rất là to rõ rệt luôn ha, và chớp ở trên á là nó sẽ có một muối nè, rồi phần ở phía dưới nó sẽ có 2, 3, 4 muối cả nhà ha, có khi thì 3 muối nữa ha. Và cái cây hồ lô như thế này thì đảm bảo rằng khi nó lớn á, nó rất là lạ luôn và rất là đẹp luôn cả nhà. Đây cây chèo nhánh nè, cực kỳ là ok luôn. Rồi kích thước á, thì em sẽ đo khảo sát cho cả nhà mình xem để có thể tưởng tượng được cái cây nha. Có cây á, thì bằng cỡ ống hút cả nhà. Đó, có cây thì lớn hơn cái ống hút ha. Là nó khoảng như cỡ giữa đầu đũa ăn nha, giữa cây đũa ăn ha. Còn có một số cây á, thì nó mập gần bằng đó, nó mập gần mà bằng cái đầu đũa lớn luôn. Đây em quay như thế này để cả nhà mình có thể mường tượng được cái cây nha. Thì trong cái lô nó sẽ có những cái kích thước như vậy nha cả nhà. À, có một số cây á thì nó cũng nhỏ dần dần như thế này, nhưng mà chèo nhánh quá trời luôn. Hàng này thì có dâm thưa ra rồi nên là cây á nó rất là ok cả nhà. Đó ha. Rồi cây này có chiều cao trung bình từ 55 cho tới là 70 cm. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đây, trời ơi. Những cái trái hồ lô nè. Đó. Cái hàng này á cả nhà, khi mà em quay như vậy á, thì em phải lận cái bịch xuống rồi để cho cả nhà mình thấy được cái kiểu hồ lô nó ra sao. Nhưng mà toàn bộ cái lô này của Quỳnh là toàn bộ là hồ lô nha. Một cây như thế này á, là 15.000 một cây, và 50 cây thì em sẽ ship và gửi hàng và bao phí vận chuyển luôn. 50 cây thì em sẽ tặng cho mình là 2 cây, còn 100 cây thì em tặng cho mình là 5 cây ha. Em quay rất là gần nên cả nhà mình có thể thấy được cái cây rất là rõ luôn. Thì cả nhà mình ưng cái mẫu này để mình trồng lâu dài á thì cả, alo em. Còn cái số điện thoại của Quỳnh là 0949234525. Còn riêng á, cái hoa nó làm bao nhiêu cánh thì em chỉ cho cả nhà mình biết là khoảng 5-6 cánh trở lên thôi, chứ Huỳnh không biết được cái chính xác cái số cánh nha. Bởi vì cái này là mai này để chủ yếu là quấn cái rễ hồ lô thôi cả nhà. Và khi gửi thì em cũng sẽ lận trước vài trái như thế này để cho cả nhà mình có thể thấy được ha. Đây lận cái bịch xuống nha cả nhà. Và cái rễ này phải để thật là lâu luôn. Thì là bây giờ nó ra quá trời rễ luôn rồi. Đó nên là mình có lận xuống, mình có kiểm tra thì nó cũng rất ok, nó không ảnh hưởng nhiều nha. Rồi ôi cây nè, đã ghê luôn á cả nhà ơi. Đó, những cái trái hồ lô ha, nhìn mê luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ cho cả nhà mình xem thử nha. Đây em lận một cây thử cho khách xem nè. Đó, về thì đầu tiên mình sẽ lận cái bịch xuống nha cả nhà. Rồi mình gạt bớt sơ dừa đi. Đó, gạt bớt sơ dừa đi thì đầu tiên mình sẽ thấy được có một cái cuộn thôi, một cái rễ thôi cả nhà thấy ha. Đó, khi chúng ta lận xuống thì đây mình sẽ thấy được cái quần sơ dừa thứ hai nó sẽ có những cái muối như thế này nha cả nhà. Nó sẽ có muối bên đây đó, 2 rồi đây nữa nè, 3, một cái chớp ở trên nữa đây nữa nha cả nhà ơi. Đó, mình tưới nước vào thì mình sẽ thấy được ha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, đó 4 nha cả nhà ha. Rồi thử một cây nữa nè, thử một cây nữa nè, đây lận xuống. Thì đối với hàng hồ lô này á cả nhà, khi nữa mình trồng lớn á là nó ra được cái hình dạng của nó, do cái sơ dừa nó rộng và nó bự nè. Quý khách thấy sơ dừa rộng và bự không? Đây em chế nước nha, chế nước đó, nó nổi lên nè. Đó, chế nước ha, nó sẽ có một cái rễ, rồi nó sẽ có những cái rễ xung quanh ở phần ở dưới nữa nè cả nhà. Đó, 3 rồi nè, bên đây nữa là 4 nè. Đó, cả nhà thấy ha, rất là rõ rệt của cái hình trái hồ lô. Thì hồ lô mình sẽ kiểm tra bằng cách như thế này nha. Và về thì quý khách muốn kiểm tra coi là chính xác như vậy không thì cả nhà thấy á, em Quỳnh sẽ gửi vài trái cho cả nhà mình xem. Rồi mình cũng sẽ làm áp dụng như em Quỳnh ha, để kiểm tra những trái còn lại. Và như vậy, nếu như chúng ta mà trồng thẳng xuống đất thì cả nhà mình lấy giùm Quỳnh, cắt giùm Quỳnh cái bịch, đáy bịch nè, cắt giùm cái đáy bịch nha. Cắt cái đáy bịch này ra và trồng thẳng xuống dưới đất thì cái rễ của nó sẽ thoải mái ăn ra ngoài đất, và cái phần ở trên này nó sẽ
sẽ được giữ nguyên ha cả nhà. Và mình cũng đừng có xé cái bầu luôn. Rồi thì bằng cách này mình có thể kiểm tra được những trái hồ lô của bên Vườn Mai Huỳnh ha. Và quý khách ơi, Huỳnh xin nhắc lại nha, 15.000 một trái và Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển từ 50 cây và tặng 2 cây, còn 100 cây thì tặng 5 cây. Ai thích thì liên hệ với Huỳnh số điện thoại là 0949234525. Và cây đây hàng hồ lô rất là tốt mịch luôn. Phải nói số lượng thì Huỳnh có rất là nhiều nha, mấy ngàn cây lận. Và điều như thế này. Cả nhà ơi, nhanh tay alo cho Huỳnh, trung bình chiều cao từ 50-55 cho tới là 70cm nha. Tốt mịch luôn cả nhà. Ai ha, nó tốt thật sự chứ không phải là hàng này là có dâm thua, nó rất là ok cái cây luôn. Phải nói cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi em mến chào và hẹn gặp lại quý khách video sau.